Hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng mô tô của anh Phong nè anh chị ơi. Ở khu vực này thì phải nói là rất là nhiều mô tô cổ điển nha. Và có cả như là xe thể thao nè, dáng hình S-Bay cũng có luôn nha anh chị. Đủ các mẫu và đủ theo loại giá luôn á. Từ giá mềm cho đến giá cao, hầu như là trên đây là không có mẫu nào mà giá cao hết anh chị các bạn. Anh chị các bạn mình xem mà nếu có nhu cầu quan tâm dòng xe nào có thể liên hệ qua số em có để trên màn hình ha. Hoặc là mình đến địa chỉ là 64 Nguyễn Chí Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Hôm nay mình sẽ đồng hành với Trọng, sẽ tiếp tục như là cập nhật chi tiết cho anh chị các bạn mình các mẫu xe cho khu vực này nha. Dạ, chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em với anh Mỹ sẽ cập nhật cái dòng xe tầm trung cho anh chị mình tham khảo nhé. Có Nexby, có cả Fairizer và có cổ điển nha anh chị mình. Đó, em sẽ đi lần lượt cho anh chị mình coi nhé. Từ trên khu vực phía trên đi. Ok, từ mẫu Suzuki Bandit. Đó, con này là nó chiếc này nó là Bandit 150 của nhà Suzuki nha anh chị mình. Con này là biển số gốc của nó 71 Bến Tre, xe 2019. Chiếc này thì em đang rút hồ sơ rồi, anh chị đợi hồ sơ về ra tên thôi nhé. Xe đi được hơn 40.000 km nha anh chị mình. Xe là sạch đẹp, nó chỉ sơn lại hai bên bực hai bên này thôi, còn lại là nguyên zin hết nhé. Nó sơn lại phần bên này. Hết sang anh chị ạ. Máy móc là bao zin, bảo hành 6 tháng cho anh chị. Chiếc này hôm nay em để cho anh chị mình chỉ có 28 củng thôi, 28 triệu bảo sơ cho anh chị nhé. Chiếc này nó là 28 triệu bảo sơ. Góp không trả trước nha chị ạ. Góp không trả trước, đúng rồi. Đó, xong tiếp đến làm có con màu đỏ này. Chiếc màu đỏ này thì nó là biển số 77 của Bình Định, xe 2020. Đó, xe đi được có 7.000 km thôi nha anh chị mình. Xe đi rất lướt, 7.840 cây. Chuẩn auto cho anh chị nhé. Đó, chiếc này nó rơi vào cái vùng khó rút cho nên mà em bán bao hợp lệ cho anh chị mình mức giá là 32 triệu. 32 triệu cho anh chị mình nhé. Đó, xe bao hợp lệ, anh chị cầm cà vẹt biển số của chủ cũ là anh chị đi bình thường, không có sao cả. Xe sạch đẹp liên lạc. Đó. Rồi, đây là còn là mẫu Honda. Honda CB190R, xe nhập khẩu của con này thì nó lắp ráp ở Trung Quốc anh chị ạ, của Honda nhé. Nhưng mà đặt nhà máy ở Trung Quốc. Đó, nó làm mát bằng không khí, chứ chưa làm mát bằng dung dịch cho nên giá thành nó cũng rất là mềm thôi. Để cho anh chị mình mức giá chỉ có 32 triệu bao hồ sơ nha anh chị. Đó, CB190R, xe của Honda, có phụ upside down, có đèn LED rất là đẹp. Rồi ok, tiếp tục mình sang khu vực bên đây mình xem trước okay. Đây bên này thì em có mẫu của nhà Yamaha, đầu tiên là Yamaha XR155. Đó, con này thì nó là xe 2021 nhé, đăng ký lần đầu năm 2021, màu đen nhám. Đó, xe thì đi được 7.000 km hơn 7.000 cây xíu. Xe thì hồ sơ em rút sẵn rồi, anh chị sẵn về ra tên thôi. Gốc của nó ở thành phố Tây Ninh. Đó, xe ở thành phố Tây Ninh thì anh chị sang tên về đâu cũng 1% thuế, rất là nhẹ thuế nhé. Máy móc thì Enzo thì tầm. Chiếc này thì em đang giảm xuống cho anh chị là còn 65 triệu nhá. 65 triệu bao hồ sơ gốc cho anh chị. Đó, còn sang bên cạnh nó là cũng là mẫu con này, nó là Vision 155. Động cơ 155cc, nó cũng giống động cơ với thằng này. Đó, con này thì xe đăng ký lần đầu năm 2018, biển 61 Bình Dương. Chiếc này em đang bán bao hợp lệ cho anh chị mình mức giá của nó là 30 triệu. Đó, xe đi được hơn 40.000 cây nhé. Máy móc nó vẫn bao zin cho anh chị, có bảo hành 6 tháng. 30 triệu cho anh chị mình chơi trải nghiệm cái mẫu FZ155 này. Rồi sang bên này thì em có mẫu FZ150i. Đó, con đầu tiên này thì nó là biển số 68 của Kiên Giang. Xe màu xám đen, rất là liền xe, 2015 nhé. Xe đi được 35.000 km rồi. Chiếc này thì em để cho anh chị mình giá nó cũng rất là mềm thôi, chỉ có 20 triệu bao hợp lệ cho anh chị nhé. Đó, 20 triệu bao hợp lệ cho anh chị mình. Còn sang bên cạnh nó là biển số 67 của An Giang. Con này thì nó sơn lại cái dàn áo này. Máy thì nó đi bô xăng lửa nhé, máy lòng thì vẫn zin, chưa có rớt, đi bô xăng lửa cho nên để cho anh chị giá rất là mềm, 17 triệu cho anh chị nào trải nghiệm cái mẫu này. 17 triệu thôi anh chị mình ạ, bao hợp lệ, giá rất mềm. Đó, còn sang bên này con này thì nó đi ít này. Biển số 15 của Hải Phòng. Nó đi có hơn 10.000 km thôi nha anh chị, vỏ lốp và đang theo xe, ốc cốt còn rất là sáng đẹp. Hơn 10.000 cây, em sẽ để cho anh chị mình mức giá là 23 triệu bao hợp lệ nhá. Đó, biển số nó hơi xa cho nên anh chị cứ cầm cà vẹt biển số anh chị mình chạy bình thường, không có quan ngại gì cả. Rồi tiếp theo của FZ đó này. FZ màu xám bạc rất là đẹp đây, biển số 49 của Lâm Đồng, xe 2015 anh chị nhé, đi được hơn 70.000 km. Đó, chuẩn auto cho anh chị mình, xe rất là cứng, 74.000 cây, để cho anh chị mình mức giá là 20 triệu bao hợp lệ. Xe thì em bán bao hợp lệ, máy móc thì em vẫn bảo hành cho anh chị đầy đủ nhé. 30 ha? 20 thôi. À 20. 20 bao hợp lệ, giá rất rồi. Là mềm. Còn anh chị là muốn chơi xe cọp, em có chiếc màu trắng xanh này,
trắng xanh GP. Con này thì gốc của nó ở 68 Kiên Giang nha anh chị. Nhưng mà em đang rút sẵn hồ sơ cho anh chị mình rồi. 68X1 hồ sơ được đang rút sẵn. Xe đi có 8.000 km thôi. Hay sang anh chị nhé. Xe đi chuẩn auto 8.000 cây. Em để cho anh chị mình mức giá là 28 triệu bao hồ sơ gốc. Đó, xe cọp 28 triệu bao hồ sơ. Và còn sang đây có con chiếc FZS150. Con này thì nó là biển số Sài Gòn 2012 nha anh chị, FZ đời đầu. Một FZS150 sang cơ nhá. Chiếc này thì biển Sài Gòn, xe là liền lạc thật đẹp. Hết sang rồi. Chiếc này thì em để cho anh chị giá rất là mềm thôi, chỉ có 15 triệu thôi nhá. 15 triệu bao hợp lệ cho anh chị mình. Máy móc thì anh chị yên tâm, vẫn có chế độ bảo hành. Tiếp tục là còn phía sau nhiều mẫu mô tô lắm nha anh chị. Đó. Tiếp đến là có cái mẫu Cafe Racer, nó là Tewin 250. Đó, GPX Tewin 250, động cơ hai máy ra một bô, nổ rất là hay. Đó, hai tháng đĩa trước, ánh mâm sạch đẹp, phù hợp xe đao. Con này thì lên là thêm cặp túi da cho anh chị mình nhé. Biển số 47 của Đắk Lắk. Xe 2021, hôm nay em để cho anh chị mình mức giá là 50 triệu, xe đi 4.000 km hơn. Đấy, đó, xe 4.000 cây à. Hơn 4.000 cây xíu thôi, xe đẹp cọc nha anh chị. Đó. Rồi. Còn sang bên cạnh nó là mẫu Razer 220, GPX Razer 220cc. Con này thì nó biển của nó ở 71 của Bến Tre. Đó, xe đi được 12.000 km nha anh chị. 2020 biển Bến Tre mà đi rất là ít, đi có 12.000 cây thôi. Chiếc này thì em đang để cho anh chị mình mức giá của nó là 30 triệu bao hồ sơ gốc. Đó, 30 triệu nha anh chị mình, bao hồ sơ gốc cho anh chị mình luôn. Sang bên này em có mẫu Grand Letterman 200cc, cũng là của GPX luôn. Nó là Grand Letterman 200 nhé. Biển số ở 66 Đồng Tháp. Đó. Bánh căm 2 tháng đĩa trước sạch đẹp. Màu sơn đen bóng thì em có sơn lại. Máy móc thì êm ru, rất là êm nha anh chị. Chiếc xe này thì em đang giảm xuống cho anh chị là còn 27 triệu bao hồ sơ cho anh chị mình luôn nhé. Chỉ có 27 triệu thôi anh chị, giá đấy, siêu mềm rồi. Trong quá trình quay anh chị các bạn mình xem không rõ phần nào có thể liên hệ qua số trên màn hình nha anh chị, để được bên cửa hàng gửi chi tiết cho anh chị mình xem xe lại cho kỹ nha anh chị nha. Sang bên này, à có mẫu này, con này thì em nhận cọc rồi đấy anh chị. Tiếp đến là có GPX luôn, GPX nó là Legion 150. 150. Có màu nâu cà phê này thì em có sơn lại rồi nhá. Nó là màu nâu cà phê, biển số Sài Gòn. Xe 2019 nha anh chị, để cho anh chị mình mức giá là 25 triệu bao hợp lệ. Mẫu Legion 150 giá cà phê rất là đẹp. Giá 200. Mềm. Tiếp tục. 25. Đây là mẫu Legion 200 nhá. Chiếc này thì biển số 85 của Ninh Thuận. Xe 2020 đi được 30.000 km rồi. Chuẩn auto nha anh chị. Chiếc này thì em đang để cho anh chị mình giá cũng rất là mềm thôi, chỉ có 30 triệu bao hồ sơ cho anh chị nhé. Bao hồ sơ và có bảo hành máy 6 tháng. Đó. Đấy. Còn sang bên cạnh em có mẫu IBR. Cái mẫu IB đời đầu, IBR 125. Con này đăng ký lần đầu năm 2011 nha anh chị, biển số 29 của Hà Nội. Con này thì em bán bao hợp lệ cho anh chị mình, bao hợp lệ cho anh chị mình mức giá là 18 triệu. Đó, máy móc thì ký tầm 18 triệu thôi nha anh chị. Bảo lệ cho anh chị mình. 125 máy của em ru anh em. Rất là êm. Rồi, đó, tiếp theo. Sau bên này có mấy chiếc cổ điển. Đây Rebel không? Đầu tiên là có Rebel Trung Quốc. Con này Rebel 170 nha anh chị. Nó biển số Sài Gòn, xe 2010. Chiếc này thì em để cho anh chị giá hôm nay còn có 18 triệu thôi nhá. Hết xăng rồi chị. Máy móc thì nổ tê tái luôn, hai máy hai bô và mầm. 18 triệu cho anh chị mình chơi trải nghiệm cái mẫu cổ điển này. Đi cà phê rất là đẹp. Rồi, tiếp theo. Còn bên đó, trong này Benali 302 thì em nhận cọc rồi. Chiếc này thì em có cọc. Trong kia là còn Rebel đúng không? Rebel 125. Chiếc này là Rebel 125 nha anh chị. Rebel 125, con này biển số 43 của Đà Nẵng. Đó, xe thì 2010. Chiếc này thì em đang để cho anh chị mình hôm nay còn có 15 triệu thôi nhá. Xả bỏ cho anh chị chầu rộng nhà. 15 triệu anh chị mình. 15 luôn. Trải nghiệm ha. Rồi. Đó, thông ra tiếp đến là có mẫu Suzuki GZ150. GZ150, chiếc đầu tiên này là chiếc biển số 60 của Đồng Nai. Xe 2022 này. Xe đi được có 2.000 km, 2022 với đi rất là ít, đi có 2.000 cây thôi nhá. Chiếc này thì em đang để cho anh chị mình mức giá của nó là 69 triệu bao hồ sơ gốc. Xe rất là cọp, mọi chi tiết là len keng luôn. Chưa có vết trầy nào cả nhá anh chị. Đó. Xe 2022 mà rất là keng. Rồi, tiếp theo. Ở tiếp đến đó là mẫu phân khối lớn. Đó là Avenger 220cc. Đó, động cơ 220 thì anh chị phải xài bằng A2 rồi nhé. Biển số Sài Gòn, nó lên được cặp túi da này. Xe đăng ký lần đầu năm 2017, đi được 11.000 km. Chiếc này em đang để cho anh chị mình mức giá của nó là 37 triệu bao hồ sơ gốc nhé. 37 bao hồ sơ cho anh chị. Đó. Cái phần dáng này đúng là y như GZ vậy anh chị các bạn. GZ nhé. Châu heo giống vậy á. Đúng rồi. Đó,
sau tiếp đến cũng là GZ Chanomea. Chiếc này thì giá mềm cho anh chị này. Biển số 61 của Bình Dương, xe 2017. Xe là sạch đẹp nhưng tiếc cái là nó đã là máy rồi. Là máy rồi cho nên em để cho anh chị giá mềm thôi, chỉ có 30 triệu chơi trải nghiệm thằng này nha anh chị. 61G1 30 triệu. Giá mềm. Rồi. Bên cạnh là xe 2017 biển số 84 của Trà Vinh. Biển 84 Trà Vinh, xe 2017 đi được 34.000 km rồi. Con này thì để cho anh chị giá cũng mềm luôn này, 39 triệu nha anh chị. 39 triệu nha anh chị mình. Rồi, tiếp tục GZ này. GZ 150. Chiếc này thì nó là biển số 70 của Tây Ninh. Đó, xe đi được 50.000 km, xe 2017 nhá. Hôm nay em bán xả xuống cho anh chị là còn 40 triệu thôi. 40 triệu bao hồ sơ gốc cho anh chị mình. Đó, GZ. Đây, còn bán 125 này. 125 em nhận cọc rồi. Có cọc ha. Có cọc rồi. Còn 150 em còn một chiếc này này. Chiếc này thì nó là biển số 48 của Đắk Nông. Đó, xe đăng ký lần đầu năm 2013 nha anh chị. Thùng cốp cảng là đầy đủ, sạch đẹp luôn. Lên là thêm cái kính gió rất là to, đẹp. Đi đỡ mưa, gió. Máy móc thì thầm luôn nha anh chị. Chiếc này thì để cho anh chị mình mức giá chỉ có 38 triệu bao hồ sơ thôi. Thùng cốp cảng đầy đủ luôn cho anh chị mình này. 38 triệu bao hồ sơ cho anh chị nhé. Anh chị mình thích dòng xe nào cũng liên hệ nha anh chị ha. Để được cọc xe, cửa hàng sẽ giữ xe cho anh chị mình nha. Sang bên cạnh em có mẫu Kawasaki W175. Cái mẫu W175 này nó là xe 2018 nha anh chị, màu bạc đen. Đó, xe biển số 47 Đắk Lắk, xe đi được 29.000 km. Để cho anh chị mình mức giá là 40 triệu bao hồ sơ nhé. Đó, máy thì thơm, rất là hay. 40 triệu cho anh chị mình bao hồ sơ gốc. Xe bên ngoài này có mẫu cà phê. Con này nó là Win 110, dọn dáng cà phê nha anh chị. Đó, nó dọn là full dáng cà phê rồi. Chiếc này thì biển số 24 của Lào Cai, 208. Chiếc này em đang để cho anh chị mình mức giá chỉ có 11 triệu thôi. Hiện tại nó là xe rẻ nhất cửa hàng, 11 triệu cho anh chị nhé. Cả vẹt giấy tờ đầy đủ cho anh chị mình lưu thông. Rồi, ok. Lên bên trên này thì em có mẫu SYM Husky 125. Husky hiện tại em đang còn 3 chiếc nha anh chị mình. Đó, đồng giá cho anh chị luôn là 20 triệu trên một xe. Đó, chiếc đầu tiên biển số 66 của Đồng Tháp, màu trắng kem, rất là đẹp này. Xe 2018 đi được 28.000 cây. Chiếc này thì đem lần để xuống cho anh chị còn cũng ở mức giá chỉ có 20 nhá. 20 bạc lệ cho anh chị mình. Rồi, màu đen này cũng 20 nè. Biển ở đâu rồi? Biển Đồng Tháp luôn. Cũng 20 cho anh chị nhá. Xe đi 24.000 cây. Nhưng máy móc thì em vẫn có bảo chế độ bảo hành cho anh chị mình đầy đủ nhá. Đó, con màu đen này là biển số 76 Quảng Ngãi. Xe đi 12.000 cây. Đó, giá mềm cho anh chị mình luôn. 20 triệu. Đó, giá siêu mềm. Rồi, đó, tiếp tục. Lên trên này em còn MT ha. MT 15. Đó, rất nhiều anh chị săn đón cái mẫu MT 15 này. Hôm nay còn một chiếc này. Xe biển số, con này là biển số 68 của Kiên Giang. Xe 2020 nha anh chị. Đi được 4.000 km thôi. Xe rất đẹp. Máy móc thì em du thì thầm. Chiếc này thì em đang để cho anh chị mình mức giá của nó là 50 triệu bao hồ sơ nhá. 50 triệu cho anh chị mình sở hữu chiếc này. Chiếc này có trang bị cả khung, đúng không? Khung chống đổ này, ba ga sau, bát đút gầm. Đấy. Nói chung là đồ chơi cơ bản là đủ nha anh chị mình. Chống đổ khung đầy đủ nha anh em. Đầy đủ luôn. Sang bên này em có một cặp Suzuki GX S150. Con màu xanh đầu tiên này là biển số 38 của Hà Tĩnh. Đó. Con này thì nó đi được 17.000 km rồi. Xe là sạch đẹp liền lạc, 17.000 cây thì em sẽ để cho anh chị mình mức giá chỉ có 26 triệu thôi. 26 triệu bao hồ sơ cho anh chị nhé. Góp không cần trả trước anh em. Không cần trả trước luôn. Sạch đẹp, giá mềm. Rồi, sang bên cạnh là con biển số 85 của Ninh Thuận. Con này đi hơn 40.000 cây, biển 85. Đó. Xe 2019 luôn. Đó, 85 Ninh Thuận. Nó rơi vào cái vùng khó rút cho nên em bán cho anh chị giá cũng rất là mềm, chỉ có 23 triệu thôi. 23 triệu bao hợp lệ cho anh chị mình nhé. Đấy, anh em mà để biển nhà mình đi ha anh em. Để biển vậy đi, phi vụ. Đấy. Đi thời gian không thích mà thể trả lại cửa hàng đổi xe khác nha anh chị các bạn. Đó, ok, cửa hàng có bao quay đầu cho anh em mình luôn. Đó, đó là tất cả những mẫu xe ở khu vực phía này nha anh chị. Còn ngoài ra thì cửa hàng còn rất là nhiều mẫu xe, chẳng hạn như là G15 nè anh chị, CBR nè, những phân khúc tầm trung cho anh chị các bạn mình mới lên mô tô mình đi á. Đó, còn khá là nhiều luôn, anh em mình có cần quan tâm dòng xe nào có thể bình luận bên dưới nha anh chị. Đó, clip sau mình sẽ quay cho anh chị mình xem chi tiết hơn. Đó thì cái có lẽ là mình cũng kết thúc video tại đây nha. Rồi, cảm ơn Trọng. Dạ, chào anh chị và các bạn nhé. Rồi, và cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi hết video nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.